Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Truyền thọ chú khai trí huệ. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là tâm kinh, có thể khai mở trí huệ, giúp cho xa lìa điên đảo vọng mộng tưởng. Kinh nói Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, bèn soi thấy năm uẩn đều không, độ hết mọi khổ ách. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy cả. Này Xá Lợi Tử, các pháp đều là tướng không. Nếu như soi thấy được hết mọi pháp là hư ảo, là bồng bềnh, thì có thể buông bỏ hết, đạt được giải thoát. Trong chú thủ Lăng Nghiêm cũng có hai câu có thể khai mở trí huệ. Nếu trí huệ được khai mở thì sẽ chứng sự tự tại, hết mọi phiền não và bồ đề sẽ hiện ra trước mắt. Ha ha ha,